Thưa đại chúng, mỗi người chúng ta ngồi đây á, ai cũng có phước hết á, không có ai là không có phước hết á. Nhưng mà phước của mình là phước phần thôi, phước từng phần, chứ không phải là trọn vẹn tất cả. Có nhiều khi mình hơi thấp nhưng mà được cái mình đẹp. Thật ra mình được cái phước đẹp nhưng mà không có được cái phước chiều cao. Thật ra cái đó là phước phần đó. Đó là nhiều khi mình được đẹp nhưng mà mình hơi chậm, mình không có được cái phước của sự hiểu biết nhiều. Chậm thôi chứ không phải là không biết đó, vân vân. Thì cái câu hỏi ở đây á, là cuộc sống ra sao để biết mình hết phước? Thật sự ra phước là gì? Là những điều kiện tốt mà chúng ta đang có. Bây giờ quý vị có điều kiện tốt không? Có hết. Dù mình không có việc làm full time nhưng vẫn còn làm part time. Dù mình không cái việc làm mình lương không cao nhưng mà vẫn có lương. Và thậm chí bây giờ mình thất nghiệp đi nữa thì mình vẫn có tiền thất nghiệp. Mà lỡ tiền thất nghiệp hết rồi mà tiền chưa có nữa thì có gì? Tiền chính phủ, welfare, phải không? Food stamp. Cho nên phước là ai cũng có, chỉ có điều là nhiều hay ít. Và hằng ngày chúng ta đang sử dụng phước của mình hết á. Ví dụ như mình có tiền, có xài tiền không? Mỗi ngày phải xài, đổ xăng nè, mua đi chợ nè. Tất cả mỗi ngày chúng ta đều sử dụng tiền của mình hết, tại vì mình đi làm có tiền. Vậy thì mình có phước và mỗi ngày mình cũng đang sử dụng cái phước của mình. Cái quan trọng là gì biết không? Phải có chánh niệm tỉnh giác để xài tiền. Có tiền mà không có chánh niệm thì tiền sẽ dễ bị thất thoát, tốn tiền vô ích. Phước cũng vậy thôi. Ví dụ mình có nước xài là có phước, nhưng đừng có phí nước. Mình trong khi mình khát nước, hồi nãy mình khát nước quá, mình xin cho mình một chai nước, nhưng uống xong mình vất nửa chừng. Một lát á, đi kiếm chai nước không được cái thôi sao? Thôi kệ đi, bỏ đại đi, đi lấy chai khác. Mình tập thành một thói quen là mình không bao giờ biết tiết kiệm cái chai nước của mình, biết gìn giữ cái chai nước của mình. Mặc dù nó là một chai chai nước thôi, nó có giá trị gì đó, nhưng mà trong lúc mà khát nước, nước ở đâu giải cứu cho mình? Vậy mà tại sao mà mình nhấp một miếng cho nó đỡ thấm giọng rồi thì mình lại phí chai nước đó? Nhiều người người ta không biết, người ta đem đi người ta đổ bỏ. Như các chùa đi gom nước còn đi tưới cây. Mà quý vị biết là mấy thầy mấy cô còn đi gom mấy cái nước đó để nấu lại mà uống, chứ không dám bỏ. Đấy, mấy sư cô ở đây cũng làm vậy đó, gom nước nấu thành nước sôi uống. Thành nếu mình có phước thì mình phải ráng xài phước, nhưng đừng có phí phước. Xài không ai cấm hết á. Như tiền của mình xài, nhưng đừng có xài không đúng chỗ thì gọi là gì? Phí. À, mình xài đúng việc là không có sao hết á. Thì phước cũng vậy thôi. Mình có phước là mình xài phước, nhưng ráng kiệm phước, tích phước. Phước nó có tích phước nè, xài phước nè, kiệm phước nè, rồi gì nữa? Tổn phước nè. Mới tổn thôi chứ chưa một ngày nào đó hết sạch thì sao? Mất phước. Còn nếu mà mình khổ nữa mà không có gì, phải bòn phước. Nhiều khi mình không có tích phước, có đâu tích. Chứa mà, người ta có người ta mới chứa. Mình không có thì mình phải đi bòn. Bây giờ bòn phước bằng cách nào? Thấy một cái vỏ chai bể ở ngoài đường, lượm gói bỏ recycle hoặc là thùng rác. Thấy một miếng rác dơ, lượm lên. Mở cái tủ chén ra, thấy có một cái chén dơ, bỏ ra rửa. Này không phải của tôi. Ly á, mình xài á, cầm lên ngắm vậy nè, coi nó trong không. Mà lỡ nó không trong á, thì mình lại đem đi rửa là mình xài. Những ly dơ khác để nguyên không đụng tới. Thành ra nhiều khi cuộc sống của mình á, mình có những cái hành xử nó nhỏ nhỏ không ai thấy, nhưng mà hai bên là thấy nè. Hai bên là thấy, thường người Việt mình gọi là cái gì? Hai bên gia giác. Nói theo Phật giáo là gì? Ông thần câu sanh. Thần câu sanh trong kinh Dược Sư nói là gì? Ông thần nghiệp
sanh chung một lượt với mình. Thành thử ra tội phước là do mình, đâu có ai gắn ghép, ai đâu có ai ban phát cho mình được đâu. Thành thử mỗi ngày mình xài. Ví dụ như quý vị ăn á, mà ai mà có một thói quen mà hay bỏ mứa đó, ráng đừng có làm, đừng có tập thành thói quen đó. Và mình cứ quan niệm rằng á, ăn mà sạch bách á, người ta nói mình ham ăn, ăn tới cạn tàu ráo máng hết. Cho nên ăn phải để thể hiện mình là người sang trọng. Ăn phải chừa lại miếng, không có sang trọng chi mấy chuyện đó. Người ta múc ra một tô cho mình ăn là người ta muốn mình ăn hết, chứ mình ăn chừa là ta nghĩ là đồ dở, mình bỏ mứa. Phải không? Đâu có ai nhìn cái tô còn lại nói trời chị này sang ghê nha, ăn chừa. Mà người ta nhìn cái tô mà còn, ta nói trời ai mà ăn phí quá bỏ mứa. Phải không? Đâu có ai nhìn cái tô đó mà còn lại mà khen mình đâu. Thành thử ra người ta cứ nói mình câu thôi là tổn rồi đó. Giống như là người ta lấy cái tay người ta quẹt lên cái mà trăm người là trăm cái quẹt. Nó vậy thôi. Một là nó dơ, hai là nó sạch sơn. Thành thử ra tùy theo cái khả năng của mình. Cho nên đại chúng nhớ, mình có phước hết chứ không phải không có phước đâu. Quý vị có cái phước của con mắt không? Có không? Có nè, cho nên mình mới thấy rõ mọi việc nè. Mà mình có phước hơn nữa đó là mất hai mí. Mà bây giờ nhiều người người ta có phước, có mắt hai mí, nhưng mà ta thích làm Hàn Quốc, ta đi cắt xuống còn một mí nữa. Bây giờ là người Việt Nam mà không thích, thích Hàn à, làm tóc kiểu Hàn, tóc kiểu Thái. Thành thử ra mình có phước hết, nhưng mà chúng ta hãy dùng con mắt của mình để nhìn người bằng cảm thông, bằng bao dung, bằng tha thứ, để cái mắt của cái phước của con mắt mình nó không mất mà nó tăng. Mình có cái phước của cái miệng, nhưng mình phải sử dụng cái miệng mình nói những lời ái ngữ dễ nghe, để cho người khác không tổn thương bởi cái lời nói của mình. Đến khi nào, một lúc nào đó đó, mình hết phước rồi, mình tự nhiên mình sẽ cảm nhận được à. Mình sẽ cảm nhận được mà giờ mình nói không được nữa. Hồi xưa mình nói được mà mình không có dùng cái lời nói mình một cách ái ngữ. Cho nên là mình có lỗ tai nghe, phải lắng nghe cho kỹ. Cho nên khi mà mình đi nghe pháp cũng vậy. Đi nghe pháp á, là mình lắng nghe chứ không được nói chuyện. Không phải mình tổn thương ông thầy, mà mình làm động chúng. Chúng mới quan trọng, chứ còn ông thầy nói có mình cá nhân ông không ăn thua gì hết trơn. Đại chúng người ta nhìn mình, trời ơi, chỉ được phải, anh kêu kỳ vậy, đang nghe pháp mà nói chuyện. Một người nghĩ, hai người nghĩ, ba người nghĩ, bốn người nghĩ, tổn phước. Nhưng mà cái chữ tổn ở đây không phải tội nha. Tự mình có cái duyên lành ngồi trong pháp hội, nhưng không để tâm lắng nghe. Mình ngủ cũng được, nó không sao hết đó. Mình ngủ cũng được nó, tại vì mình ngủ ít nhất mình chỉ ngủ phần mình thôi. Mình không làm động người khác. Cũng giống như trong đời sống hàng ngày, giữa uống rượu và bán rượu cái nào tội hơn? Bán rượu. Mình có uống rượu mình say, mình một mình thôi. Mình bán rượu là nhiều người say. Phạm giới đó, một mình tội thôi. Mình phá giới một mình tội thôi. Nhưng mà mình phá kiến á, tức là mình đem cái tà kiến cố chấp của mình đi nói người này, mình nói người kia, để người ta cùng một cái tà kiến giống mình đó, lỗi hơn. Tại vì này mình đi tuyên truyền nhiều hơn. Cho nên bản thân phạm giới một mình mà phá giới một mình tội, mà phá kiến thì nhiều người sẽ đi theo mình, không nên. Cho nên mình thực tập đến những cái nơi trang nghiêm mà pháp hội đông đảo, thì chúng ta nên tự tôn trọng bản thân và tôn trọng cái pháp hội, tôn trọng cái môi trường, tôn trọng đại chúng chúng ta giữ. Pháp Hòa sẽ có dịp nói cho đại chúng nghe, người nghe pháp phải hội đủ 5 điều kiện, chứ không phải vô đây ngồi nghe là được đâu. Người nói pháp cũng phải có những điều kiện để nói pháp, chứ không phải muốn nói gì nói. Cái này là Phật tổ dạy. Mình nói pháp phải bằng tâm từ bi, mình phải nói pháp phải tâm bình đẳng, mình nói pháp vì không lợi dưỡng. Cho nên tất cả đều là phước của chúng ta cả. Cho nên cái quan trọng là chúng ta có đủ chánh niệm, tỉnh giác để chúng ta nhận thức cái phước của mình không.
Mình không có cơm nhưng mình có cháo, có cháo là có phước rồi đó. Mình không có tiền nhưng mà mình vẫn có vật dụng mình xài. Đó, bây giờ ví dụ như cái thời Covid-19 đó, giữa mạng sống và tiền của, lúc đó mình thấy cái gì quý hơn? Mạng sống thôi. Lúc đó mình cảm nhận rằng hình như mọi người không ai quan trọng điều gì nữa hết, và lúc đó chỉ muốn bảo vệ cái mạng sống của mình thôi. Và lúc nào mình cũng đi rửa tay, sát trùng, làm đủ thứ hết. Và cuối cùng chúng ta thấy, hằng ngày chúng ta không thấy điều đó, nhưng một biến cố trong xã hội, trong đời sống xảy ra, tự động mọi người thu nhiếp trở lại liền. Đa phần chúng ta là thích đi ra ngoài, không thích ở trong nhà. Nhưng mà dịch bệnh rồi á, thích ở nhà hơn, không dám ra đường, phải không? Mà gần như là có nhiều người sợ hãi hơn ở mình thôi. Cho nên cuối cùng trở về bên trong của mình vẫn là cái chính. Thưa đại chúng, mình có phước được sanh làm người, được đầy đủ mắt tai mũi miệng, được nghe chánh pháp, được gặp bạn lành, được gặp những đạo tràng có tu tập, có hạnh. Đó là cái phước của mình. Còn ví dụ lỡ mình thiếu một hai cái cũng không có nghĩa là mình hoàn toàn không có phước. Mình chỉ thiếu thôi mà. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa nói đó, hiếm ai mà phước toàn vẹn, phải được cái này mất cái kia. Hiểu được như vậy tâm mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Và cái gì mình đang có phước, đừng tổn nó, đừng phí nó. Vẫn cứ xài, nhưng mà xài một cách chánh niệm, đừng để phung phí. Nước mà xài tiết kiệm á, thì nước mình xài lâu. Mà hãy mình xả nước phung phí thì nước nó mau hết. Vậy thôi. Cái thời mà mình đói thì bữa nào mình ít thức ăn thì mình ăn từ từ, ăn nhín nhín. Hồi nhỏ bà nhớ ăn nhín nhín bà chín bẻ răng. Ăn nhiều nhiều bà tiều bẻ cổ. Quý vị có nhớ mấy câu đó không? Kính cho con hỏi. Mỗi ngày tụng kinh 15 phút nhưng con không tưởng tụng được mỗi ngày, mà một tuần con tụng một lần một cuốn kinh, có tội không thầy? Thì có gì đâu tội. Ở đây ai đã từng ăn cơm có một cục thịt mà để dành lại ăn cuối cùng? Có ăn kiểu đó không? Hồi nhỏ mình chan nước thịt vô cơm, cái ngồi ăn cơm không với nước thịt, để cục thịt lại, để làm chi biết không? Ăn cho nó ăn cho nó ngon. Nói theo ngoài đời là ăn cho nó đã. Thật ra mình ăn từ từ hay mình ăn trọn vẹn cũng là mình ăn. Nhưng mà mình biết cái thời, cái tụng kinh cũng vậy. Có thời giờ mỗi ngày 15 phút, không có thời giờ một tuần tụng một lần. Nhưng mà mình tụng một lần và mình không tụng mỗi ngày không phải vì mình làm biếng, mà vì hoàn cảnh không có. Hai cái nó khác. Có thì giờ mà không tu thì mới rơi vào giải đãi. Còn tranh thủ thời gian một tuần dù một lần vẫn hành trì, đó là tinh tấn. Quý vị hiểu ý ha? Vì hoàn cảnh không ăn chay được nhiều, một tháng chỉ 2 ngày. Nhưng mà có hoàn cảnh mà mình vẫn ăn, mà đôi khi mình không nguyện hay là mình quên, thì mình không có chuyên cần trong cái việc đó thì cũng đâu có sao. Bất quá là mình rơi vào cái quả là giải đãi thôi. Có ông thầy á, mỗi ngày ông không cho đệ tử ăn đậu hũ. Ông kho đậu hũ cái ông bắt nhỏ quẹt nước tương ăn không à. Thầy sao thầy không cho con ăn đậu hũ thầy? Ông nói để yên đi con, cho nó thấm. Cứ vậy đó. Cái một ngày nọ ông đi ra ngoài sân, ông tưới cây cái ông té cái ạch. Con đỡ thầy lên con. Nói thôi thầy nằm yên đó đi cho nó thấm. Nhân sao quả vậy mà. (Cười)
Cũng giống như có cái ông đó, ổng chuốt một cái miễng dừa. Thì đứa con nó hỏi ba làm miễng dừa làm gì, cái trái cây trái dừa khô đó ổng nạo ổng làm cái chén vậy đó. Ổng mới nói bà nội của con á, ăn cơm á, làm rớt chén bể hoài à, tốn kém của ba quá, giờ ba cho bà nội con ăn cái trái miễng dừa khô để bà nội con khỏi làm đổ làm bể. Kê nó mới nói khi nào ba làm xong bà nội ăn xong ba nhớ dễ giữ lại cho con. Hỏi làm chi vậy con? Nửa ba già con cho ba ăn lại. Tại vì nó đơn giản là ba nói bà nội già lẩm cẩm sẽ bị rớt chén bể, thì con biết rằng một ngày nào ba cũng sẽ đến cái giai đoạn già lẩm cẩm và rớt, con làm cái nửa mất công. Phải không? Mà cái này sẵn nó không bể, bà nội xài hết ba để đó con. Phải không? Giọt nước trước điền sau thì giọt nước sau nó đi như vậy. Bất tính đảng kháng tìm đầu thủy. Nếu mình không tin điều đó, hãy đi tìm tới những giọt nước mà chúng ta nhìn. Bất tính đảng kháng tìm đầu thủy, điểm điểm tích tích bất sai di, mỗi giọt không bao giờ sai lệch. Nếu mình không tin nhân quả thì cứ đi tìm những giọt nước nó chảy mà nhìn vào nó. Bất tính đảng kháng tìm đầu thủy, điểm điểm tích tích bất sai di, đích đích bất sai di, giọt giọt nó không bao giờ nó sai được. Cho nên á, phước á, muốn tìm cũng rất dễ, nhưng muốn mất phước cũng không khó, cũng không khó, muốn mất là mất liền á. Giống như mình nấu nguyên một cái nồi súp rất là ngon, chăm chút từ sáng tới giờ, đi ra dắp một cái đổ hết xuống đất, y chang như mình thôi. Nhất là những vị nào mà làm việc thiện cẩn thận, nhiều khi nguyên cuộc đời của mình làm thiện, cả một ngày mình làm lành, chỉ một lời nói, một hành động bất thiện của mình mất hết. Con có tấm hình Phật đang thờ nhiều năm nay đã phai màu, cô muốn thay mới tấm hình khác, nhưng vì tấm hình hiện tại đã được chú nguyện nên không biết có được không. Hiểu ý không? Hình đó đã có blessing rồi, và bây giờ mà đem bỏ không biết có được không. Có sao đâu, cũ mình đốt vì nó cũ mình đốt, chứ không phải là vì đang còn tốt mà mình bất kính mình đem bỏ. Hai cái nó khác nhau. Bây giờ thời bây giờ người ta không còn xài CD, DVD nữa. Ngày xưa quý vị đi chùa, quý vị lượm CD băng giảng về để một tủ. Bây giờ thời bây giờ là lên YouTube không à, lên YouTube không à. Thì bây giờ cái dĩa đó mình làm cái gì? Để vô recycle, không tội lỗi gì hết. Vì nó thủy chung nó cũng từ một cái dĩa recycle. Rồi mình thâu cái bài giảng đó vô mình nghe. Bây giờ mình không xài nữa thì mình để nó vào recycle, để người ta tiếp tục chế tải nó làm một cái vật khác để mình sử dụng. Mình đâu có phí phạm đâu mà mình sợ. Kinh sách cũng vậy, kinh sách cũng vậy. Thí dụ bây giờ có những quyển sách nó hư rách, hoặc là nó không đủ trang, nó có vấn đề, recycle cũng không sao. Ở đây chúng ta làm vì hoàn cảnh, nhưng mà chúng ta làm đúng việc, chứ chúng ta không phung phí, chúng ta không bất kính. Hình Phật cũ hư phai màu chúng ta đốt để chúng ta thay bức khác. Bức này ngày xưa đã từng chú nguyện thì giờ mình có bức mới thỉnh chú nguyện tiếp, chứ không có gì cả. Thưa đại chúng và quý vị nhớ vậy nè, khi mà mình làm việc gì trong Phật pháp á, cái quan trọng là chúng ta hãy nhìn lại cái tâm khởi của mình khi làm, để chúng ta không có cảm thấy là hình như cái này bị tội, cái kia tội. Rồi rốt cuộc á, mình tu Phật phước đâu không thấy, mà thấy rốt cuộc thấy tội không à. Phật thì khuyến khích mình tu, nhưng mà nói hồi cái đừng đi ngang Phật tội, đừng ăn chén của thầy tội, ngồi ghế của thầy tội. Không. Cái vấn đề ở đây là chúng ta chỉ tỏ lòng sự cung kính thôi, chứ không có gì hết á. Đây cũng giống như câu kế nè. Thường thì thức ăn cúng dường chư tăng ni trước rồi Phật tử mới được ăn.
Khi chồng con nấu thức ăn, con múc ra ăn thử một muỗng, thấy ngon quá nên con đem cúng dường chư tăng. Vậy có tội không? Anh thầy đâu có tội mà cảm ơn nữa. Cô thử ngon mới tới em. Chứ nếu cô không thử mà cô đem dở, em hưởng hết làm sao? Giống như ở trong triều đình mà trước khi đem lên cho vua thì quan phải thử trước vậy đó. Thật ra cái này đâu có gì tội đâu. Hồi nãy mình không có cái ý đó, nhưng mình thử một miếng mình thấy ngon, thì khi mình thấy nó ngon mình nhớ tới chư tăng chư ni. Đó là niệm, mà niệm tăng. Khi mình nhìn Phật, mình nói Nam Mô Di Đà Phật là niệm Phật. Đó là niệm Phật. Một khi nào mà một thấy một cái người đó, người ta giận tức quá, người ta muốn chửi bới lên, mình tới mình nói: chị ơi chị, một câu nhịn chín câu lành, nhẫn một lần sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Mình nói cho ta nghe, vậy gọi là niệm pháp. Chị đừng có nóng giận như vậy, mình thương thầy trụ trì, mình thương quý thầy, mình bỏ qua đi chị. Niệm tăng, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Đừng có làm cái đó, tội phạm giới. Bây giờ tôi lấy chiếc nhẫn này, ai bỏ quên trong cái sinh này mà lỡ chị thấy là thôi tôi chia hai. Thôi chị ơi, mình trả lại cho người ta đi, tôi biết cái này nó nhiều tiền lắm, đừng có làm chuyện đó. Thì mình nhắc nhở đó là niệm giới. Vậy thì khi mà mình múc thức ăn ra mình thấy ngon, mình phát tâm mình cúng dường cho quý thầy, chứ mình đâu có làm gì đâu mà tội. Thành thử nhiều khi mình không hiểu đó, mình cứ nói riết cái người ta nghĩ quý thầy là cái gì đó, ở trên dữ lắm, không có được đụng vô. Không có phải vậy, quý thầy cũng là người bình thường, mình cứ bình thường thôi. Nhưng mà có cái điều là mình làm tất cả bằng sự cung kính, vậy thôi. Mình có kính á, thì mình được cái phước. Chư tăng á, có thể không cho mình phước, nhưng mà là cái điểm tựa để cho mình tạo phước. Cũng giống như Pháp Hòa hay nói vậy, tượng Phật không cho mình phước, nhưng mà Phật tượng giúp cho mình tạo phước, vì mình biết sanh tâm cung kính. Con có một đứa bạn trai, con vô tình phát hiện nó nghiền hút heroin nhẹ thôi, xin thầy dạy cho con phải đối xử với nó cách nào. Con cần phải nói cho nó biết hay không, hay nên tiếp tục quen nữa không? Nếu mình nhìn người đó là một người bạn, bạn thường hay là người yêu, mà mình biết người đó đang làm cái điều không đúng, tổn hại đến bản thân họ, chứ chưa tổn hại ai, bản thân họ thôi, thì mình thương họ cũng như thương mình. Thí dụ lỡ mai này mình thương họ thật, mình lấy họ làm chồng, thì mình cũng muốn họ chuyển hóa. Nhưng mà may mình chưa, họ chưa là chồng mình, chỉ là bạn thôi, thì mình nên thành thật ái ngữ, đem bất cả tất cả lòng từ bi của mình để nói cho người đó biết, để người đó phục thiện. Nhưng mà muốn nói thì mình phải học cách nói. Thấy không? Tôi biết bạn đang xài cái này, nhưng mà bạn có thể thương bản thân bạn, thương cha mẹ, thương tôi, mà bạn có thể giảm và từ từ dần đến bỏ. Tại vì mình sẽ tổn hại đến sức khỏe của mình. Mình nói như thế nào để người đó nghe mà cảm động, cảm thông, và người đó sẵn sàng. Bạn thường thôi cũng nên làm. Tại vì bạn có 7 cách để mình thể hiện tình bạn. Trong đó có một điều là chúng ta nên khuyên bạn khi thấy bạn làm sai. Chúng ta không bỏ bạn khi bạn rơi vào cái tình cảnh khó khăn. Phải không? Cho nên đó là những cái cách mà để thể hiện cái tình bạn của mình. Còn ví dụ mình nói hết sức rồi mà người đó vẫn không thay đổi, thì chừng đó mình đành bó tay chấm cơm. Nhưng mà không thể thấy người ta như vậy mà không nói gì hết. Mình chưa thử làm sao biết duyên của mình. Cho nên cứ hóa độ họ theo cái khả năng của mình. Còn họ không được nữa thì cái đó tùy vào cái phước duyên, cái phước nghiệp của họ.
Kính xin thầy giải thích cho con tại sao ăn chay không được uống sữa bò nhưng lại được ăn cheese. Dạ đâu có ai quy định cái đó. Cái chuyện mình ăn chay á là mình không giết con vật để mình ăn thôi. Còn con vật nó còn sống mà nó vẫn cho sữa, nó vẫn cho những cái thực phẩm để mình ăn thì cái đó không có sao. Mình muốn thì mình ăn. Trừ những người vegan. Vegan là những người ăn chay mà thật luôn á, nghĩa là ăn mà ăn kiên cử đó, cái gì mà liên hệ đến con vật là không ăn. Tại họ quan niệm là bò nó cũng phải vắt sữa ra để mà họ lấy sữa nó rồi biến chế ra thành cheese, thành bơ, mình không ăn. Thì đó là những người vegan. Còn mình ăn chay thì trên nguyên tắc là không giết con vật, lấy thịt, lấy máu nó để mình ăn thôi. Con vật còn đang sống, mình đoạn mạng của nó mình ăn thì mình không ăn. Còn những cái gì mà nó lưu xuất ra, những cái thực phẩm của nó như nước sữa để chế ra những món ăn khác, mình sử dụng được, vì mình chỉ là ăn chay thôi. Còn trừ khi nào mình vegan thì khác. Còn ví dụ mình không ăn cũng không sao hết. Còn ngược lại quý vị ăn chay đi, thí dụ quý vị ăn chay mà quý vị cũng đang thực tập rằng không ăn trứng, không ăn sữa, không ăn bơ, không ăn phô mai, không ăn cheese, cũng không sao. Đừng nghĩ rằng mình ăn như vậy mình cao đẹp hơn, cao thượng hơn những người ăn. Thành Phật không ở mấy chỗ đó. Thấy không? Mà nếu mình ăn được như vậy là phần mình. Còn ai chưa ăn được mình cũng không nói gì, vì mỗi người mỗi cái cách ăn. Mình nói tức là mình chưa giải thoát, mình dính vào cái pháp của mình. Thật ra mình cứ nhẹ nhàng thôi. Ai ăn được, mình ăn được thì cứ ăn. Người chưa được thì bình thường. Tại cái chính là người ta không giết hại để người ta lấy sinh mạng người ta. Cho nên các vị bây giờ mình vẫn ăn sữa, ăn bơ, ăn cheese bình thường. Chỉ điều không giết con vật để lấy thịt, lấy máu của nó mình ăn thôi. Thầy ơi, nhà ở Mỹ có cần thờ ông Địa, ông Thần Tài không? Nhà ở Mỹ ở đâu cũng vậy. Ông Thần Tài, ông Thổ Địa, nó không nằm trong cái một trong những cái phương cách thờ của Phật giáo. Nó là những cái tín ngưỡng nhân gian. Tuy nhiên, đạo Phật không có bài xích. Phật tử ai chưa thờ thì khỏi thờ. Nhưng lỡ trước kia mình đã thờ, bây giờ mình hiểu rồi, cũng không cần dẹp, cũng không cần cất, vẫn cứ thờ. Nhưng bây giờ sự thờ Thần Tài Thổ Địa của mình không còn mê tín như ngày xưa, là thờ ổng để ổng cho mình trúng số, để ổng giữ nhà cho mình, ổng cho mình tiền bạc, ổng cho mình làm ăn, không còn cái cách mê đó nữa. Mà bây giờ mình thổi vào cái bàn thờ ông Thổ Địa Thần Tài một chánh tín. Theo quan niệm của ngũ hành tương sanh, đây là ngũ hành tương sanh chứ không phải là ngũ hành tương khắc. Ngũ hành tương sanh là thổ sanh kim, hiểu không? Thổ sanh kim là trong đất có vàng. Còn tương khắc là hỏa khắc mộc, hay là thủy khắc hỏa. Đó là nó khắc, gọi là tương khắc. Còn nó tương sanh là nó có cái tương duyên để nó sinh ra. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nó có tương sanh, nó có tương khắc. Bây giờ nếu nói trên phương diện tương sanh thì đất sanh kim, cho nên thờ Thổ Địa Thần Tài. Vì tài là tiền của, mà tiền của là kim, kim là đất sanh kim. Vậy thì thổ là mảnh đất mình đang sống. Nói cách khác là tâm của mình. Tiền của là do mình làm ra, từ trong lòng mình, từ khả năng tự thân làm ra có tiền mình sống. Nhưng nếu tự thân tự tâm mình biết sử dụng, biết giữ tiền, tiền nó mới còn với mình. Vậy có phải là ông Thần Tài ông giữ tiền mình không? Vậy thì bây giờ có ông phải ông thần nào ở ngoài không? Ông thần này bây giờ là ai? Mình. Vậy thì chữ thần trong lúc này nó nghĩa là gì? Là đạo đức, là khả năng giữ của. Mà khả năng giữ đây là gì? Không phung phí chứ không phải là không xài.
chứ không phải là không xài. Mà nếu không xài thì không phải là người giữ của mà là người keo. Còn xài mà xài đúng mức là người chi dùng, có tiết kiệm. Còn có mà ông gia mình ăn mình tiết kiệm, giống như có tiền phải để vô cái trương mục saving account. Tiền của mình có một phần để xài, một phần đi mình invest, tiết kiệm. Thì bây giờ mình thổi vào đó một cái ý niệm, một cái chánh tín, một cái lý, một cái ý, một cái đạo lý, thì tự nhiên thần tài thổ địa lúc này sao? Không còn là mê tín như trước kia nữa. Mà bất cứ việc gì cũng vậy hết, chứ không phải riêng cái chuyện thổ địa thần tài này. Quý vị thờ ông Táo, quy y rồi cũng không cần dẹp ông Táo. Nhưng mà bây giờ ông Táo này, cái bảng chữ Tàu ghi ở trong cái bảng thờ ông Táo: Định Phúc Táo Quân. Tại sao gọi là định phúc? Cái phúc báo, cái phước báo mà nó, cái gia đình này nó có an định, nó có ổn định hay không, tùy vào cái sự hạnh phúc nấu nướng gia đình của mình. Nếu mà một người vợ vẫn còn vui vẻ để nấu một bữa ăn cho gia đình thì gia đình này là phước, hạnh phúc. Chồng mà còn biết, con và chồng còn biết trở về nhà để thưởng thức những bữa cơm chiều với nhau thì gia đình này còn hạnh phúc. Vậy thì mỗi lần nhìn lên bàn thờ ông Táo, nhắc nhở cho con hãy nấu ăn trong hạnh phúc. Tại vì chồng con về, còn về ăn cơm với con. Con của con còn về ăn cơm với con. Mà nếu như mình bực bội, mình la lối, mình khổ sở thì một ngày nào đó nó thôi má khỏi nấu nữa, con ăn cơm con phiền quá. Cho nên nhớ người ta ăn đừng có lải nhải, để cho người ta ăn. Ăn đi rồi đi. Ăn đi rồi báo tao. Thành nữ là cái này không phải định phúc nha. Cái này không phải định phúc là mình gì, mình nại phúc. Nại cho nó đi cho lẹ. Người ta ăn mà người Việt mình hay dùng cái từ là trời đánh tránh bữa ăn. Ông trời ông đánh mình mà ông còn né cái bữa ăn để cho mình ăn cho đàng hoàng. Còn giờ mình cứ lựa giờ người ta ăn ngồi tụng không à. Thành nữ má cho con ăn được không? Thành nữ nó nhiều khi nó ăn mới có 2-3 miếng thôi, nó nói con no rồi. Hỏi sao mày no? Dạ má nói kinh cái con no rồi. Con ngồi đây má hồi hướng luôn chắc chết con. Cho nên định phúc táo quân. Còn ông thổ địa, ngũ phương ngũ thổ, tiền hậu địa chủ, năm phương đều có năm chỗ. Mình đi phương nào nếu mình biết cũng sanh ra tiền của, cũng sanh ra phước lạc. Phía sau, phía trước đều có khả năng làm tất cả những việc tốt lành đó cả. Cho nên mình không hiểu thì mình thờ theo kiểu mê tín. Bây giờ hiểu rồi, thổi vào đó thì bây giờ cái việc làm đó nó có chánh tín hết. Và nó là sự nhắc nhở cho mình. Cho nên người Việt Nam mình á, ở trước có ông Thiên, giữa nhà có ông bà, trên ông bà có ông Phật, dưới đất có ông thần tài. Ba chỗ nha: trên Phật, dưới giữa ông bà, dưới ông thần tài thổ địa, sau có ông Táo. Chỗ nào cũng có mấy ổng hết. Mà có mấy ổng thì mình không có làm bậy, không có mình phải biết là mình đang có hạnh phúc. Hiểu ý chỗ đó không? Thành thử ra hiểu được rồi thì mình thấy đó là một tín ngưỡng nhân va gian của người Việt, nhưng Phật giáo không có đả phá. Quý vị nhớ là học Phật á, là không đả phá ai, không chỉ trích ai. Và cái gì nếu chúng ta thu nhận được, chúng ta có đủ chánh pháp, có đủ khả năng để chúng ta làm cho nó đẹp lại. Ở Việt Nam á, có những cái nơi á, người ta phát nguyện vậy nè: ai có tượng Phật sức tay mất mũi méo miệng hư hao tượng Phật đem tới đó. Họ có một cái nhóm tu sửa tượng Phật là hết, sơn phết là hết, xong họ để đầy trong cái chỗ đó hết. Ai muốn thờ Phật không có tiền ra chợ thỉnh, tới chỗ đó thỉnh miễn phí. Thì mình tu hành cũng thế thôi. Cái ghế nó méo, sửa cho nó ngay. Mặc áo, sửa cổ áo. Tại vì sáng nào vuốt tóc,
trẻ này. Có sao đâu, đâu có tội lỗi gì đâu. Mình làm đẹp mà, mình làm đẹp mà. Mình sửa được cái sắc tướng của mình thì mình cũng sửa được hành động và cách sống của mình. Đó là đạo Phật. Cho nên bây giờ đạo Phật mình sẽ thấy nó khắp cùng nơi, ở dưới bếp, bất cứ chỗ nào. Đẩy cái nắp nồi méo, sửa cho nó ngay. Nhưng mà nếu mà đồ thức ăn á, mà mình nấu đang nóng mà mình cần phải để á, thì phải cần phải để méo qua bên, để nó đừng có bí hơi, nó không có dễ hư. Vì vậy cho nên có lúc phải đậy kín mà có lúc phải hở nắp. Vậy thì có lúc hở nắp cũng đâu có nghĩa là mình sai, vì mình biết lý do nào mình hở nắp. Quý vị hiểu chỗ đó không? Tu hành cũng vậy, học Phật cũng vậy. Có những lúc tôi đánh nó một cái, nhưng tôi đánh bằng cả tình thương cho nó tỉnh thức, để nó đừng có mê. Dạ bạch thầy, con đọc trong Phẩm Phổ Môn, trong Phẩm Phổ Môn nói nếu người nào đi vào nước quỷ La Sát mà niệm Đức Quan Âm thì sẽ được tấp vào chỗ cạn. Vậy thưa thầy, quỷ La Sát là gì? Ông thầy ông nói ngu mà cũng hỏi. Trời ơi, nó cái mặt nó đỏ rần lên. Tại sao thầy nói tôi ngu? A Di Đà Phật, quỷ La Sát tới rồi. Thì nói vừa xong, người đệ tử quỳ xuống lại liền. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, con hiểu được đạo lý thầy muốn nói rồi. La Sát đâu có ở đâu. Giây phút nào mình tức giận thì giây phút đó là La Sát. Cái ông kia, ông ăn hiếp một người khác, gặp một vị hòa thượng đi ngang. Đạo hữu nên dừng tay, đừng có hiếp đáp người. Cái nhân cái quả, trên đời này tôi không có tin nhân quả gì hết. Ông vừa nói xong, hòa thượng sáng ông một bạt tay. Thì ngay lúc đó ông sáng lại hòa thượng một bạt tay. Đạo hữu thấy nhân quả chưa? Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là đốn. Đốn là nhanh, gọn, chỉ thẳng. Phải không? Cho con. Như vậy thì các vị hòa thượng mà nói những cái điều, có những khi mình vô mình hỏi đạo bị nạt nộ đó, không phải là các ngài không thương mình đâu. Các ngài thấy mình mông lung quá, tu hành mà cứ nói chuyện bay bổng không, chặt liền đi. Mày khùng quá. Tại sao nói tôi khùng? Nói vậy để chi? Để cho nó đừng có bị vọng tưởng. Như vậy thì quý vị tu, mình biết à, thường á, nắp méo là phải đẩy. Ví dụ như bây giờ á, theo nguyên tắc là bàn thì phải ngay, nhưng có những lúc cái chỗ đó nó không được thì phải đành méo cái bàn qua một chút chứ có sao. Vậy thì bây giờ quý vị thường nói á, thờ Phật phải thờ xoay ra cửa chính. Bây giờ lỡ cái nhà mình ở trong một cái chung cư, cái cửa nó xây kiểu nào cũng không được hết á. Tốt nhất là bây giờ nó xây vậy này, mà nó xây mặt vô trong nhà của mình được không? Được hết. Phật không có phiền hà gì hết á. Mà Phật ngồi Phật nói chỗ này I am ok. Better than you bring me trong cái closet. Thành ra Phật không có hề phiền hà, chỉ chúng sanh mình là phiền hà thôi. Rồi bắt Phật phải chạy vòng vòng theo kiểu mình vậy đó. Quý vị hiểu được cái chỗ này, mình thấy là học Phật là phải như hiểu phải đó. Tu Phật là phải như vậy. Phật giáo không phải những cái chuyện Phật không có thể tu hành để thành một đức Phật rồi để cho chúng ta thờ cúng lại lục theo cái kiểu nghĩ của mình. Như vậy Phật bình thường quá, bỏ công sức ra để chờ những cái chuyện đó sao? Mà bây giờ mình muốn tỏ lòng tôn kính Phật không? Hãy thể hiện điều đó trong đời sống của chúng ta. Mình sống như thế nào để người ta nhìn mình đúng là nhãn hiệu Phật tử. Còn nếu mà nhắc tới, thôi đừng nhắc tới bà đó. Thí dụ vậy, người ta rùng mình, người ta sợ là biết là mình đã chưa thành công trong sự tu tập. Cho đơn giản nhẹ nhàng vô cùng. Cái gì người ta đưa mình, thí dụ như người ta tặng cho mình một lon cháo đặt queo ăn được. Tại mình ăn không được chứ mà ta thích ăn cháo đặt kiểu đó. Tại vì cháo đặt là cháo quảng, cháo của người quảng nấu đặc, cháo của người tiều nấu loãng. Bây giờ mình thích loãng phải không? Pha nước thêm vô, nêm nếm trở lại,
có sao đâu. Người ta đưa mình một chén cơm, thích thì ăn cơm trắng, không thích để lên chiên. Ở chùa có nhiều khi mấy thầy nhỏ đâu có biết, còn trẻ mà, thấy mấy tô cơm nó bị nguội á, nó khô hết trơn, đòi bỏ và nó để đó cho thầy. Pháp Hòa đem, Pháp Hòa bóp nó ra hết, xong cái pha một chút nước gia vị, rưới nó vô, ngâm đó một chút. Sau đó chừng chút thôi, sau đó bỏ lên chảo xào lên. Một lát cơm á, nó thấm mà nó có gia vị, nó ráo, nó ngon mà không bỏ. Bánh mì cũ phải không, bánh mì khô phải không, quý vị để đó đi, ăn súp, ăn cháo thả vô, thay vì ăn vào chỗ quẩy. Không phí mà chúng ta vẫn giữ được cái nó. Ngay giây phút đó mình hiểu được đạo Phật là gì. Con đi chùa thấy tượng Phật Ngọc, tượng Quan Âm nhỏ, con thỉnh về nhưng con chỉ trưng trên bàn hay để chỗ cửa sổ để vậy thôi. Cách đây 2 tuần cháu con tới nhà chơi, cô ấy nói tượng Phật mà gì thỉnh về không thờ mà để vậy là mang tội với Phật, kiếp sau không được đẹp. Thật sự ra cái này cũng là một cái niềm kính Đức Phật, nhưng mà cô không cần phải nói dữ vậy đó. Thật ra cái nào thờ thì mình thờ, tượng mình trưng thì mình trưng, nhưng mình đâu có trưng cái chỗ tầm bậy đâu. Thí dụ tượng Phật không mang vô nhà vệ sinh, mình trưng trong nhà mình, trong đồ tổ, trên tủ, trên gì đó, đấy là tượng trưng. Còn cái tượng nào thờ, cho nên tượng thờ không thờ nửa tượng. Vì cái tượng thỉnh thoảng họ làm cái nửa người á, thấy không, cái tượng là tượng nghệ thuật trưng thôi, không có đưa cái tượng đó lên. Hễ thờ là thờ nguyên trọn vẹn một tượng, thấy không? Vì sao? Vì đó là cái chỗ để chúng ta hướng tâm mỗi ngày. Bàn thờ là để chúng ta hướng tâm, còn trưng là để chúng ta chiêm ngưỡng, chúng ta thưởng thức cái nét đẹp của tượng Phật, thí dụ vậy. Cho nên hai cái nó rõ. Nhưng mà cho dù có lỡ làm gì đi nữa cũng không có tội gì, bất quá mình không biết thì mình bất kính vậy thôi. Nhưng mà cái đó mình phải nhẹ nhàng. Con thọ Bồ Tát giới tại gia, vào ngày 14-29 con tự Bồ Tát tại gia thì phải thực hiện những bước nào, xin thầy quan hỷ chỉ dạy. Ở dưới tụ kinh đó có cái quyển tụng giới cho Bồ Tát tại gia, quý vị nào muốn thì đã thọ Bồ Tát giới tại gia thì tới chùa xin một quyển đó, về nhà mình thực hiện cái nghi thức đó. Trong đó chỉ dẫn rõ ràng, mình cứ tụng theo 6 giới trọng, 28 giới khinh đó. Xin thầy chỉ dạy cho con cách kềm chế cơn nóng giận đối với sai lầm của con. Con khi bình thường con rất hiểu tật xấu của mình, nhưng khi cơn nóng giận bộc phát con cứ như là một người mẹ kế. Này rất thành thật. Thật ra thì hôm qua không có một người Mỹ, họ cũng hỏi câu hỏi tương tự như vậy. Và người Mỹ này còn nói hay hơn nữa, nó nói tôi thường nóng giận như vậy mà bây giờ tôi cảm thấy cái cơn nóng giận này đã trở thành một người bạn thân thiết của tôi. Ông Mỹ cũng phát biểu vậy đó. Thì bây giờ mình ngồi đây có ai là có người bạn nóng giận chưa? Chắc ít hay nhiều phải không? Quý vị thường biết nóng giận không bao giờ mang lại kết quả tốt. Và thường một người nóng giận là thường nói những cái điều khó nghe. Và ngay câu hỏi nè, con biết con của con có những cái sai lầm, gọi là nóng giận với sai lầm, nhưng họ sai lầm mà mình nóng giận để rầy cái sai lầm đó thì làm sao phục sai? Họ sai thì mình phải tỉnh. Mình tỉnh mình mới đủ lý lẽ, mình đủ tỉnh thức, mình đủ cái khả năng mình chỉnh cho người ta sẽ, phải không nè? Thật đấy là người ta đang nóng mà mình đem cái giận tức của mình nói thì không cảm hóa được. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, đây là một cái ví dụ hồi nhỏ Pháp Hòa dạy mấy thầy. Khi Pháp Hòa mở một cái tủ chén ra đó, hồi nhỏ Hòa chỉ cho mấy thầy cách sắp chén dĩa vào tủ,
Thì có thỉnh thoảng ban ngày Pháp Hòa ở nhà và mở một cái tủ chén ra thì chén dĩa nó nằm, chén nhỏ nó nằm ở dưới, cái dĩa bự nó nằm ở trên, nó nằm lung tung hết. Pháp Hòa để yên đó, không có dọn. Để yên đó xong rồi á, chiều đi học về á, vô bếp ăn cơm xong rửa dọn, Pháp Hòa biểu lại, kêu hết lại mở tủ ra. Bây giờ mấy con nói cho thầy nghe cái tủ này nó có gì. Nói dạ ai úp chén không có đúng. Vậy thì bây giờ con thấy cái sai rồi nè, phải không? Bây giờ con chỉnh lại cho nó đúng coi. Tại vì nếu mình nóng ruột á, mình sửa lại hết á, thì một lát mình mở tủ ra mình chỉ á, thì mình chỉ cái gì? Chỉ cái đã sửa mà người đó không thấy được cái sai hồi nãy. Cho nên trước khi mình cho người đó một cái cách thức chỉnh sai, thì cho họ thấy một cái đã sai. Để chi? Để thấy được hai cái khác biệt giữa before and after. Cho nên trước khi đi làm đẹp, người ta sẽ chụp một tấm hình xấu để người ta quảng cáo, sau khi làm đẹp rồi thì anh sẽ thấy big difference. Đó là một cách. Mấy thầy mỗi buổi chiều á, múc một chén, trút một chén cháo ra cúng cô hồn. Thì cái cách nấu rất đơn giản. Khi chùa nấu cơm xong, xới một chén lên cúng Phật, múc một miếng để vô bình thủy, bấm và thêm một tí nước sôi, đậy lại là chiều là gạo nở thành cháo. Ở chùa đều đặn ngày nào cũng giống nhau. Cứ hễ nấu cơm xong, một chén lên cúng Phật, một miếng để vào bình thủy chuẩn bị cho buổi chiều, rồi sau đó đại chúng ăn cơm. Đi học về cúng cháo, trút ra cái chén, xong để yên không rửa. 3 lần 4 ngày, 1 tuần 2 tuần còn nguyên. Thôi Pháp Hòa thấy rồi, Pháp Hòa nói chiều ăn cơm lại, Pháp Hòa nói bắt đầu từ chiều hôm nay tất cả chùa chúng ta ăn cơm xong không rửa chén, đem chén vô phòng cất, ngày mai ra ăn tiếp. Mấy ổng trốn mắt, mấy ổng nhìn Pháp Hòa chứ, trời đất ơi chén dơ vậy sao ăn. Nếu con thích ăn chén sạch, tại sao không rửa bình thủy? Mình thích ăn sạch, cô hồn cũng khoái sạch. Cái gì mình không muốn, không bao giờ làm cho người khác. Đó là cái cách dạy mấy chú ở chùa của Pháp Hòa. Mấy ổng đi học về, lột cái vớ ngược lại, một nùi cát. Vớ ở ngoài thì nó dơ, dục nguyên cục vô trong cái máy giặt á. Quý vị có bị con mình giặt vớ kiểu đó không? Rồi, giặt xong hốt ra còn nguyên cục hết. Pháp Hòa để yên đó. Vớ này sạch hay dơ con? Giờ không biết. Giờ nhìn về đâu có biết sạch dơ phải không? Ngửi cũng hơi thơm thơm. Tại vì ở ngoài nó có xà bông thơm rồi. Pháp Hòa mới nói vớ này đã giặt rồi, nhưng bây giờ con sổ ra coi. Sổ ra cái trong dơ hay cát rớt ra. Con thấy không? Đôi vớ mình giặt mắc cái gì mình không lột nó ra? Mình giặt là giặt cái dơ mà, thì phải tuốt nó ra, vũ cho nó sạch cát, giặt cái dơ. Bây giờ thấy nó dơ không? Bỏ giặt lại. Một chuyện. Mua đôi giày mới, sọt vô kiểu như mang dép vậy, cái đuôi ăn sao nó cúp xuống. Pháp Hòa thấy và để yên đó. Ủa cái này đôi giày hay đôi dép con? Dạ đôi giày. Đôi giày mà sao nhìn như đôi dép vậy? Lúc đó lại bẻ ra. Nó nói cái nào là giày mang đúng nghĩa là của đôi giày, cái nào là dép mang nó thành dép. Pháp Hòa dạy cho mấy chú. Mà bây giờ Pháp Hòa kể lại cho đại chúng nghe để chúng ta biết rằng tu Phật là tu cái gì. Cái gì hư thì chúng ta sửa, cái gì dơ thì chúng ta lau, cái gì lệch thì chúng ta chỉnh cho nó ngay, phải không? Lệch thì kê, méo thì sửa, dơ thì rửa, không đúng thì mình làm cho nó đúng. Đó là Phật. Cho nên chúng ta gọi là trung đạo hay là chánh đạo. Trung là không bỏ, không bỏ cái này, không bỏ cái kia, mà chúng ta biết giữ nó ở đó. Đức Phật dạy trong kinh đó, trên đời có những hạng người quý, biết tạo những cái gì chưa có, biết sửa những cái gì đã hư. Nếu mình chưa có một cái nhà, mua miếng đất cất cái nhà. Nhưng mà nếu nhà mình ở mà lỡ nó hư nó mục, mình biết sửa cho nó không hư mục. Mà có nhiều khi cái nhà còn rất tốt, chỉ có cái chỗ đó nó hư thôi,
thì sửa cái chỗ đó. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Thành ra Phật dạy mình á, một là tạo những cái gì chưa có, hai là sửa những cái gì đã hư. Cơn nóng giận của mình cũng thế. Cái lầm á, ai cũng có, nhưng mà nếu mình lấy cái lầm này mà sửa cái lầm kia là không được. Vì vậy cho Đức Phật dạy thấy không, nóng giận mà đem đi rửa, đi giải cái nóng giận thì không bao giờ được. Cho nên mình đã biết được điều đó chứ không có gì lạ. Thôi câu hỏi cuối cùng, xin thầy để giải thích cho con hiểu rõ 12 nguyện Quán Âm. Tại sao chỉ nói Nam Hải chứ không nói Đông Hải, Tây Hải hay Bắc Hải mà nói Nam Hải? Tại vì mình hay niệm á, Nam Mô Vọng Nam Nham. Nam Nham tức là núi ở phía Nam, cần lễ bái vân vân. Bởi vì đây là theo một cái tích ở phía Nam của miền phía Nam Ấn Độ, có một ngọn núi tên là núi Potala. Và người ta tin rằng Đức Quan Âm trụ ở cái núi đó, cho nên người ta gọi là núi Potala, mà bây giờ mình âm là núi Bổ Đà hay núi Phổ Đà ở bên Trung Quốc đó. Người ta cũng tự dựng một cái núi bên Trung Quốc, đặt cái núi đó tên là Phổ Đà đó. Vì vậy mình mới có cái câu đó, Bổ Đà Lạc Già Thường Nhập Định, Tùy Duyên Cảm Ứng Mỹ Bất Châu, Tầm Thanh Cứu Khổ, Độ Quần Mê, Thị Tắc Thị Đắc Danh Vi Quán Tự Tại. Ngài Quan Âm thường ở núi Bổ Đà, và cái núi đó ở phía Nam Ấn Độ. Vì vậy cho nên mình lại Đức Quan Âm phía Nam, đại khái vậy đó. Đây là một cái ý thôi. Còn nếu mà nói về cái lý sâu á, phía Nam là tượng trưng cho phương trí tuệ. Cho nên trong kinh Địa Tạng á, nhớ không, phẩm thứ 12 đó, người nào muốn học kinh cho thuộc thì hãy hướng về phía Nam để mà uống nước đó. Phía Nam là hướng của trí tuệ. Đó là biểu tượng chứ không phải là tối ngày cứ đi ra phía Nam đứng cái nói ủa sao con không thấy trí tuệ mà thấy trí tệ không. Theo lời Phật dạy á, trong cái driver license của con á, là con có để yes donor, có nghĩa là hiến xác, hiến tạng. Họ sẽ lấy ngay bộ phận của người tử thi ngay sau khi chết, ngưng thở. Vậy theo lời Phật dạy nên để một thời gian 8 tiếng để cho thần thức đủ thời gian nhận định để biết là thân thể không còn sống nữa. Câu hỏi là xin thầy cho biết là làm sao để mình không bị sân mà vẫn làm được việc hiến xác hiến tạng. Ý cái câu hỏi là bây giờ con hiến tạng hiến xác cho người ta, mà nguyên tắc hiến thì người ta phải lấy liền, mà bây giờ con theo Phật á, là người ta nói á, là chết phải để 8 tiếng. Rồi bây giờ nếu mà để 8 tiếng mà nó cứng ngắc rồi lấy gì nữa giờ, hay là nó chết queo thiệt luôn rồi làm sao, mà bây giờ làm sao con vừa nằm đó đủ 8 tiếng mà con có thể vừa cho được cái bộ phận mà gì mà của con cho. Đâu có được như vậy. Khôn quá. Thật ra đó, cái chuyện để 8 tiếng này Phật không có nói. Cái chuyện để 8 tiếng này Phật không có nói. Cái này là do kinh nghiệm các tổ hướng dẫn cho mình thôi. Nhưng mà quý vị nhớ vậy nè, một khi mình đã phát nguyện hiến xác hiến tạng, đó là cái nguyện của mình. Thành thử ra nếu như ai đó mà lấy được những cái bộ phận mà mình còn cho được người ta, đó là có phải là một niềm vui không? Đó là một niềm vui. Mà đã là niềm vui mà hiến thì mắc gì nói sân. Mình đã nguyện mà, mình đã nguyện mà người ta cho mình được thì mình cho được thì mình phải hoan hỷ. Chứ làm gì có chuyện là mình nổi sân. Nổi sân là khi mình không cho mà người ta lấy á. Quý vị hiểu chưa? Cho nên không, hai cái này nó rõ ràng vô cùng. Anh phát nguyện thì người ta tới. Thầy, một thầy thì giả nói, trời, kỳ này thầy ở chùa Huê Lâm 3-4 ngày, một ngày thầy giảng 3 thời. Chưa bao giờ một khóa tu nào một ngày thầy 3 thời hết.
nói tại thầy lỡ nguyện vô cái chùa này nè. Quý sư cô đề một cái chương trình một ngày nói ba thời, chưa nói rỉ rả nữa nha. Nhưng mình nguyện. Ngày xưa đó, có một cái ông đó, ông có lúa. Rồi ông phát nguyện là lúa tôi trồng được rồi, ai cần tới lấy. Thì có một con chim, con chim đó tên là con chim oanh vũ, nó tới nó lấy cái lúa đó. Thì ông lưới ông bắt nó đi. Thì ông bắt con lưới nó xong thì nó mới nói là tôi đâu có ăn cắp của ông, do ông phát nguyện mà tôi tới, ông cho tôi mới lấy. Ông mới nhớ trực, ủa ông nói ông phát nguyện cho mọi người thì con chim cũng là một loài. Ông nói phát nguyện cho mọi loài thì chim nó nghe, thì ông phát nguyện nó tới nó lấy. Mà ông chỉ nghĩ là ông cho vậy cái con người tới lấy thôi, con chim không được lấy. Thì con chim nó nói tại vì ông phát nguyện cho nên tôi mới tới, tôi lượm, tôi lấy lúa. Thì nó ổng hỏi người lấy để làm gì? Nói tôi lấy về tôi nuôi cha mẹ tôi, tại vì cha mẹ tôi bị mù. Hai con chim mẹ chim cha bị mù, chim con đi lấy lúa về nuôi. Thì ông này mới nói chim muông mà nó còn có hiếu thảo như vậy, huống là con người. Đó là một câu chuyện tiền thân của Đức Phật. Đức Phật Thích Ca trong một kiếp nào đó, ngài đã là một con chim oanh vũ hiếu thảo. Hai con chim mẹ chim cha bị mù của con chim đó đó, kiếp trước đó, đời nay là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Người mày phát nguyện cho lúa đó chính là tôn giả Xá Lợi Phất. Cho nên câu chuyện đó kể ra để cho chúng ta thấy được tiền thân, và cũng để nhắc nhở chúng ta rằng những gì chúng ta được gặp trong đời này, những ai chúng ta được gặp trong đời này là cái duyên của đời trước. Nhưng mà nếu như mình gặp mà mình sống chung, mình hạnh phúc, mình làm thiện lành với nhau, đó là duyên lành. Còn gặp nhau mà để hiềm khích, để có oán cũng là duyên, mà duyên bất thiện. Nhưng mà tu á, đối với người thường không hiểu á, thì thấy duyên bất thiện thì ghét bỏ. Nhưng mình hiểu đạo rồi, cái duyên thiện thì mình nên bồi đắp tăng trưởng, duyên bất thiện thì cố gắng làm sao để cho duyên bất thiện nó giảm đi. Vì thủy chung trước sau chúng ta cũng phải đối với duyên này. Cái quan trọng là làm sao cho sự việc con người nó tốt hơn, để chúng ta thể hiện được cái tinh thần tu tập của nhà Phật. Tu xe mà còn mới cáo cạnh, mới mua về, có gì phải sửa đâu, thì phải làm gì? Đi xong phải hút bụi, chùi lao cho đàng hoàng để giữ xe cho nó tốt. Còn lỡ nó hư thì bắt đầu đem vô trong tiệm để sửa. Cả hai cũng phải chăm sóc. Tốt thì lau chùi giữ gìn để nó đừng dơ, phải không? Hư tróc thì chúng ta lại phải tu sửa. Thế thì tu cả hai mặt, thiện cũng phải làm, ác thì phải chuyển hóa. Thôi hôm nay chúng ta dừng ở đây. Và lời cuối cùng Pháp Hòa chỉ xin nhắc, chúng ta làm lễ Phật đản, nghĩa là chúng ta biểu tượng lấy ngày của Đức Phật sinh là một biểu tượng nhắc nhở chính mình. Hôm nay chúng ta chào mừng ngày Phật ra đời cũng là chào mừng mỗi ngày chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Và chúng ta phải làm được một việc rằng dù lành hay không lành, chúng ta đều phải làm việc cả hai. Tốt thì chùi giữ, cái đó gọi là gì? Dưỡng tánh. Cái gì hư mục cần sửa gọi là tu tâm. Thế thì tu tâm là gì? Tu tâm là tu cái tâm chưa lành. Tánh đã lành thì cần phải dưỡng cho nó tăng trưởng. Chúc đại chúng mỗi ngày tu tâm dưỡng tánh cho tốt. Đời sống con người mình có hai phần, vật chất với tinh thần. Về mặt vật chất thì chúng ta phải làm sao nó ổn định là tốt, biết đủ là tốt. Và thưa đại chúng, biết đủ là một cái pháp cần thiết. Vì người không biết đủ thì lúc nào cũng muốn thêm. Cho nên trong Bát Đại Nhân Giác, một điều mà các Bồ Tát phải giác ngộ, càng lắm ham muốn thì lại càng khổ đau, rằng bao nhiêu cực nhọc trong cõi sinh tử đều do ham muốn mà ra. Các bậc Bồ Tát biết thế, cho nên tu cái pháp ít muốn biết đủ.
hồi mình mới qua không có tiền, không có nhà ở, ở nhà chính phủ mà, cái mình ước nha, trời ơi giờ mà tôi biết một chút tiếng Anh tôi đi làm cái thôi mãn nguyện rồi. Biết tiếng Anh có cái việc, xong cái mướn ấp bạc ở thời gian, cái có tiền nữa, trời giờ tôi đâu có cần gì, tôi cần có cái nhà cũ cũ được rồi, rồi có cái nhà, rồi có cái nhà xong rồi khác khá chút, cái mình thấy hàng xóm nhà đẹp hơn nên tôi đâu có cần gì, tôi chỉ cần có nhà cỡ đó là được rồi. Cho nên đó là hồi mình từ cái không có gì mà ngày nay mình đã có như vậy, mà đôi khi mình chưa thấy đủ, mà chính mình chưa thấy đủ cho nên cái khổ, càng lắm ham muốn thì lại càng khổ đau, rằng bao nhiêu cực nhọc trong cõi sinh tử đều do ham muốn mà có. Cho nên mình làm sao ổn định kinh tế, tức là nếu mình có công ăn việc làm tốt, lương bổng tốt là mình biết là mình có phước rồi đó. Đức Phật dạy nếu mình có cái phước đó nên trích một phần trong cái tiền lương của mình ra để làm mấy việc. Thứ nhất là để dành chút dưỡng già. Thứ hai là giúp đỡ người thân. Thứ ba là chi dụng hàng ngày. Thứ tư là để làm việc từ thiện. Trong Phật hay lắm nha, Phật dạy trong kinh đàng hoàng, ai có tiền của nên biết chia tiền của ra mấy phần, để làm chi biết không? Không phần nào mình bị thiếu. Ví dụ bây giờ mình giúp người thân, tức là đời sống tình nghĩa mình không mất. Không phải rồi giàu có rồi cái quên người thân hết. Cho nên Phật dạy mình vậy, đâu phải Phật biểu mình lỗ lã đâu. Phật dạy mình cách sống mà lúc nghèo cũng như lúc giàu không bao giờ quên ơn, quên nghĩa. Rồi Phật dạy mình á, là để dành chút để phòng thân, tức là gọi là invest. Invest một phần nha, dưỡng già một phần. Có nhiều người invest bằng cách nào biết không? Bây giờ cái invest cũng là cái dưỡng già, tức là để tiền vô nhà băng kiếm tiền lời. Kiếm tiền lời là invest rồi chứ gì nữa. Đầu tư. Mà mai mốt già mà lấy cái tiền đó ra hưởng là dưỡng già chứ gì nữa. Cho nên quý vị mà đọc trong kinh á, quý vị sẽ thấy Phật hay lắm. Cho nên mình mới gọi Phật là bậc nhất thiết trí, tức là cái bậc có trí tuệ biết tất cả. Cho nên khi mình đọc kinh á, mình đừng có nghĩ tại sao Phật lại dạy mình mấy cái này chi, chuyện này chuyện thế gian. À, mình là người thế gian thì Phật dạy mình sống theo cách thế gian, mà thế gian mà không thế gian, ở thế gian mà sống cái đời sống xuất thế gian thì mới giải thoát được. Cho nên Phật dạy cho người thân, giúp đỡ người thân, mà bởi vì rồi thí dụ thôi, mai mốt lỡ mình sa cơ sắc thất thế thì người thân giúp lại mình. Cái đó là cái chuyện mà Phật dạy mình sống không có quên nghĩa nè, rồi không có quên mình nè, tức là invest. Rồi xa rộng hơn là làm gì? Làm từ thiện, tức là giúp đỡ những cái người mà Pháp Hòa thấy là cộng đồng của mình, nói chung tất cả mọi người ai cũng có cái tâm đó. Mà nếu mình không có nghe Pháp, mình đâu biết bố thí là cái gì và tại sao phải bố thí. Cho nên mấy ngày nay, hai tuần lễ nay, kẻ ít người nhiều giúp đỡ để cho những cái tang lễ của các vị được tốt đẹp, đó là bố thí. Cho thưa đại chúng là mình có của đừng có cất, chỉ biết qua mình, lâu lâu mình trích một phần. Cũng giống như Pháp Hòa nói với quý bác già lớn tuổi, ăn tiền già của chính phủ, qua đây không có đi làm ngày nào mà tháng nào cũng kiếm ngàn mấy, phước quá trời rồi phải không? Nhớ là tháng để ra ít nhất cũng 10 đồng 20 đồng để dành bố thí. Đó là Pháp Hòa nói ít đó, chứ ngàn mấy mà chi có 50 cũng không bao nhiêu. Nói khiêm cung xin 10 đồng thôi. Cho nên đó là Phật dạy mình kinh tế ổn định, đó là phần vật chất. Về cái mặt tinh thần á,
chúng ta cũng đừng quên. Tại vì nếu chúng ta có cái sự tu tập á, thì nó làm cho tinh thần mình nhẹ nhàng lắm với cái sự còn mất được thua ở thế gian. Pháp Hòa ví dụ thôi, mình để dành tiền trong nhà, nhưng mà lỡ bữa nào ăn trộm nó vô, nó rinh đi, mình khổ. Nhưng mà giờ có nghe pháp rồi, cái nó đỡ khổ là vậy nè. Phật nói tiền của, tiền bạc mà có là của năm nhà: một là nhà cháy, hai là nước trôi, bốn là con phá, ba là con phá, bốn là nhà nước tịch thu, năm là ăn trộm. Phật nói đúng quá, đỡ khổ quá. Cho nên có nghe pháp nó đỡ một chút. Mình mà không nghe pháp là mình hoàn toàn không hiểu gì hết, chứ thì mình mất của đó, mình còn mình rủa cái thằng trộm. Nhưng mà mình có nghe pháp rồi thôi. Hồi xưa mình không có gì. Quý vị biết không, Pháp Hòa đã từng gặp những Phật tử mà người ta làm chủ cả đó. Người ta là đầu tư hay người ta bị gạt đó, không phải là 100-200 đồng đâu. Có người bị gạt hàng triệu, bạc triệu á. Họ lên là nói chuyện không à. Thì Pháp Hòa nói thôi giờ cô chú nghĩ á, hồi đó mình qua đây mình không có gì hết trơn á, rồi nhờ mình cần kiệm mình làm ra rồi mình có được chút ít, rồi bây giờ mình mất mớ. Nhưng mà bù lại thì thôi, bây giờ mình không, cũng còn nhà còn cửa, con cái bây giờ lớn ổn định, thôi kệ, mình cứ nghĩ như mình bố thí đi. Mình bố thí đi. Thì hai vị nghe xong cái thì nhẹ nhõm người ra. Chứ không thôi ngủ cũng được, thấy 1 triệu nó đè. Mà thật sự ra thưa đại chúng là bây giờ có buồn có khổ thì 1 triệu nó cũng chẳng chạy về. Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà Pháp Hòa kể, cái ông mà ông có tiền rồi ông đi kiếm hạnh phúc không? Ông có nhiều tiền cũng nhiều lắm mà ông cứ lúc nào ông cũng không có hạnh phúc hết á. Một bữa nọ mới lái xe đi vòng vòng, ông để ông ra, ông nói ai dạy cho tôi hạnh phúc tôi. Cái thì cái ông mà nhà nghèo kia đó mới dụ ông xuống xe, nói để xuống đây tôi chỉ cho ông một bài học hạnh phúc. Cái thì ông mới lấy cái tay á, ông đập con ngựa một cái bóp con ngựa quảng hồn, con ngựa chạy mất. Thì chở nguyên cái thùng tiền của ông chạy rồi. Cái ông này bây giờ ông ngồi ông khóc quá trời luôn. Ông nói trời ơi, tiền của tôi để dành bao nhiêu ngày tháng để bây giờ nó mất hết trơn rồi. Ông khóc đâu chừng 3 ngày. Thì cái ông nhà nghèo kia đó, ông có cái thuật mà, cho nên ông cái thuật đó là cái nghệ thuật bắt ngựa, là ông bắt là ông dẫn về. Lúc này ông thấy cái thùng tiền ông trở lại, ông ôm mừng quá. Ông nói dạ, ông nhà nghèo hỏi bây giờ ông biết hạnh phúc là gì chưa. Ông có một cuộc hạnh phúc còn không biết, ông cứ đi chạy hoài đi kiếm, mà khi mà mất mà trở lại mà có là hạnh phúc. Ở câu chuyện chỉ muốn nói với chúng ta đơn giản là cái hạnh phúc á, là nhiều khi nó ở ngay trước mắt mình mà tại mình không có thấy, mình không có biết, mà một khi mất cái đó rồi á, mình mới tiếc. Chứ quý vị biết không, Pháp Hòa hát cái bài vọng cổ mà về tình mẹ đó, thì trong đó có một câu là: con biết một ngày mẹ phải xa con. Mà mỗi một lần mà hát tới cái câu đó là tự nhiên trong lòng mình nó nghẹn ngào. Vì cái đó là một cái câu chân lý. Con biết một ngày mẹ phải xa con, đó là một câu chân lý. Cho nên khi mà mình có được mẹ thì mình trân quý, mình hạnh phúc với sự có mặt còn mẹ. Có nhiều khi trong cuộc sống của mình có cái người đó nhưng mà mình không quý. Đợi khi người đó bệnh mất rồi thì bắt đầu mình mới quý cái đó, thì nó mất rồi. Cho nên nếu mình không nghe pháp thì không bao giờ mình được nhắc nhở rằng hạnh phúc đang ngay trước mặt, anh phải trân quý. Cho nên tiếng Anh nó có một câu, một vị hòa thượng làng Mai, tức là hòa thượng Nhất Hạnh á, ngài nói một câu rất hay á: There is no way to happiness, happiness is the way. Không có con đường nào để tới hạnh phúc hết, hạnh phúc chính là con đường. Cái câu đó nghĩa là gì? Hạnh phúc ngay là, thí dụ bây giờ có mắt, có con mắt để nhìn là hạnh phúc không? Hạnh phúc. Vậy thì có con đường nào để tìm hạnh phúc nữa?
có lỗ tai để nghe, đó là hạnh phúc rồi, anh đi tìm hạnh phúc gì nữa. Cho nên có con đường nào để đi tìm hạnh phúc đâu. Hạnh phúc đang trải dài ở trước mặt của mình. Mình đi vô chùa quá trời tuyết vô không được, tự nhiên có ai cầm cái xẻng xúc tuyết suốt đường đi, hạnh phúc quá chừng. Quý vị biết có một lần mình đi giảng, cái lúc mà ra cửa cái mình có hai cái nón để đội, cái lấy cái nón cũ không biết cất đâu, cái lấy cái nón mới ra đội, mà trong bụng còn nói nha, trời ơi cái nón này mình thương lắm, không biết có khi nào nó mất không ta. Mà thiệt mất thiệt. Đi qua tới cái xứ đó nó lạnh, mà không biết rồi sao hồi mất tiêu nó. Trời ơi xuống nó lạnh run, mà bữa đó người ta đi đón mình trễ nữa. Đứng ở ngoài sân nó lạnh thiệt là lạnh, mà cái mỏ hiền của mình không có cái gì nó trùng hết. Mỏ hiền nghe, tại tu không có mỏ ác. Tu phải hiền cho nên có mỏ hiền. Lạnh quá chừng cái thì lúc đó quý vị biết không, may là Pháp Hòa còn cái khăn, cho nên Pháp Hòa mới lấy cái khăn và trùm cho mấy bà vậy đó. Thì đi về tới chùa, tự nhiên có một bác kia, bác đang sẵn cái nón cho Pháp Hòa. Bác chở Hòa về, bác nói còn đàn cái nón này sẵn đây chờ thầy tới cho. Trời lúc đó mình hạnh phúc vô cùng. Đó thì lúc đó mình hiểu ra hạnh phúc là gì. Nhiều khi chỉ có cái nón đội là hạnh phúc. Nhiều khi mình lạnh quá tự nhiên có một cái đôi bao tay mang là hạnh phúc rồi. Cho nên ở cái mặt tinh thần á, mỗi ngày chúng ta tập cho mình 5 phút được không? 5 phút thôi, ngồi tịnh cái tâm xuống, thở vô thở ra cho nó khỏe, rồi thật niệm câu thôi. Thở vô tôi còn sống, thở ra vui quá. Còn sống vui quá tương bằng với A Di Đà Phật vậy đó. Tại vì nhiều khi mình phải nhắc nhở mình như vậy á, thì mình mới tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ ra. Cũng giống như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Mình thấy người ta ăn sơn hào hải vị 4 món nha. Sơn hào hải vị. Còn mình á là đơn giản như mình nói là có ăn là quý rồi. Cái tự nhiên ăn ngon lành. Cho nên Pháp Hòa mà mỗi khi mà lên cơm mà gọi là mình cứ là ngán đó, thì Pháp Hòa nghĩ hồi ở Việt Nam mình nghèo muốn chết. Có bữa ăn khoai độn á, mà bây giờ cơm tráng nước tương vậy là ngon quá rồi, cái tự nhiên ăn ngon lành. Cho nên tại sao kêu ăn ngon lành? Tại vì mình ăn và với cái tâm thoải mái thì nó lành. Còn mình ăn mà không thoải mái thì kêu ngon dữ. Này ngon dữ lắm á. Tiếng Việt mình nó hay vậy đó. Ăn mà thoải mái nhẹ nhàng, trời ơi coi cái ổng ăn, ăn ngon lành. Tại vì sao? Cái gì ăn cũng được hết thì kêu ngon lành chứ gì đâu. Cho nên về cái mặt đời sống mình phải quán chiếu, nhưng mà lấy cái học mình học pháp á để nó soi rọi và đã làm cho cái đời sống vật chất của mình nó nhẹ xuống. Nó nhẹ xuống. Rồi mỗi ngày á mình làm sao mà mình sắp xếp được thời gian, mình có một chút xíu thời gian mình ngồi mình tịnh cái tâm. Thôi quý vị xin cuốn kinh hồi nãy đó, mình tụng mỗi tuần ngày tụng bài thôi, trong đó có 5 bài, ngày mình tụng bài 5 phút thôi. Rồi cái mình nhớ nha, nhớ đoạn nào nó hay á, bữa nào mình gặp cái khổ nào đó mình đọc cái đoạn đó, để cái đoạn đó trở thành ra thuốc bổ cho mình. Cho nên hồi xưa á, mỗi năm ta có cái lễ bối kiều á. Bối kiều tức là người ta nhắm mắt, người ta khấn cụ Nguyễn Du, coi coi năm nay vận mệnh của con có giống như một trong những câu kiều không. Cầu cái bài cầu nè: cầu thi thánh Nguyễn Du, cầu đạo cô Tam Hợp, đầu cầu thúy tiên, cầu giáng tiên thiết thúy kiều. Con tên là gì, hôm nay ngày mấy tháng mùng 1 Tết, con xin thi thánh Nguyễn Du, đạo cô Tam Hợp, giáng tiên thúy kiều. Thì mở cái cuốn đó ra chấm cái ngay cái chỗ, trong đó có câu: có trời mà cũng có ta, tu là hạnh phúc, tình là dây oan.
Tức là lúc đó mình sẽ hiểu rằng đừng có trách móc ai hết. Đừng có nghĩ rằng khi khổng khi không nó tới nó chửi tôi à. Đừng có, lúc đó mình không có còn khi khổng khi không. Mà cụ Nguyễn Du dắt mình một câu là có trời mà cũng có ta. Có nghĩa là mình nói có người nhưng mà mình cũng có góp phần trong đó đó. Bữa nay mình không chửi người ta, mà mấy tháng trước mình nói xấu người ta, mình gieo cái nhân đó, về cái này nó thiện cái quả. Rồi cho nên á, quý vị đọc trong truyện Kiều á, có nhiều khi người ta soạn sẵn một cái tập gọi là bối Kiều á, thì cứ câu nhân câu quả, câu nhân câu quả vậy. Nhân làng vầy mà quả làng vầy nè. Một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt muối dưa chai lòng. Đó, cụ Nguyễn Du chỉ cho mình cách hạnh phúc đó. Chỉ cần một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt muối dưa chai lòng. Bốn bề gió mát mênh mông, triều dân hôm sớm mây lòng trước sau. Chỉ cần mình sống được với bốn câu đó thôi thì sao? Nạn xưa trút sạch lào lào. Cái khổ nạn mà lâu nay mình sống với nó bây giờ nó không còn nữa, là bởi vì mình đã nhận ra được chân lý rồi. Biết đâu rồi nữa chăng là chim bao. Cho nên đó quý vị thấy không, không đọc sách, không nghe pháp thì làm sao mình hiểu, mình mở mang. Cho nên rất cần. Có một chị mới gọi Pháp Hòa, nói thầy con có đứa nhỏ nó 6 tuổi mà tối nào nó cũng nghe băng giảng, nó mới ngủ, mà nó nghe đường khúc nó ngủ rồi có sao. Có tội không? Pháp Hòa nói tốt. Tại vì có những người mở rock and roll mới ngủ, còn nó không rock and roll mà thầy roll nó ngủ là tốt hơn. Rồi ngày hôm sau nó bỏ quần băng nó vô lại, nhưng mà nó pass cái khúc đầu, tại hôm qua nó nghe rồi. Nó nghe lại cái khúc màu nào hôm qua nó ngủ nửa chừng á. Cho nên một quần băng thầy giảng một tiếng nó chia làm 4 lần thôi cũng được, phải không? Còn hơn là mình cứ mở nhạc mình nghe cả đêm rồi mình ngủ quên thì cái tiếng nhạc nó cũng du dương. Nhưng mà bây giờ á, mình mở một bài pháp, lỡ mình có ngủ cũng không sao, pháp cũng du dương ở trong cái nhà của mình, nó cũng tốt chứ có sao đâu, nó có tội lỗi gì đâu. Mình ngủ mà trong cái, mà quý vị biết khi mình ngủ như vậy, cái tâm của mình không còn phân biệt gì nữa hết. Có những đêm nửa đêm mình giật mình, cái khúc đó nó tự nhiên mình bừng sáng ra những cái ý tứ rất là hay. Mà cái đó là qua kinh nghiệm. Có những đêm họ bỏ một cái dĩa giảng MP3 của một vị thầy hay là một cuốn sách người ta đọc vô băng và nghe. Cái từng đâu chừng 2-3 giờ mình giật mình đó, cái mình nằm dỗ giấc ngủ lại thì mình nghe cái đoạn đó. Cái tự nhiên lúc đó mình bừng sáng, tại vì lúc đó mình không, trong khi đó là cái tâm mình nó lắng, nó yên, thì mình phát hiện ra những cái điểm hay trong cái đoạn đó, ngồi dậy liền viết cái đoạn đó xuống để em thôi mình quên. Cho nên nếu mình đang ở trong giấc ngủ mà tối ngủ mà có mở pháp không sao đâu, cứ mở, không có tội gì hết á. Bây giờ mình so ra mở một cuộn băng trong khi mình ngủ với một cuốn băng nhạc nào, không? Thành thử ra nhạc cũng du dương cả đêm, thì bây giờ mình để cho lời pháp cả đêm có sao đâu. Cho nên mình làm sao mình có được cái đó. Rồi mình thường xuyên mình tiếp cận với các vị lãnh đạo tinh thần. Ví dụ như mình ở nhà thờ thì mình tìm tới những vị linh mục, mục sư để mình chia sẻ những cái nỗi khổ niềm đau của mình, để nhờ các vị đó hướng dẫn cho mình. Còn mình là Phật tử thì mình có quý thầy, quý sư cô. Những cái khổ gì mình tới mình gặp mấy thầy, mấy cô, mình nói để cho mình nhẹ ra. Nhưng mà bảo đảm là khi mình nói xong rồi mình sẽ nhẹ lắm, dù mình chưa có được cái phương pháp. Nhưng mà xin thưa đại chúng như thế này, một câu mà có tâm đắc á, một khi mình có Phật pháp là mình sẽ có phương pháp. Bởi vì mình muốn giải quyết một vấn đề là phải có phương pháp để giải quyết. Nhưng nếu chúng ta không học pháp thì phương pháp của chúng ta có thể chưa phải là chân lý, có thể chưa có tuệ giác. Nhưng mà nhờ có Phật pháp cho nên cái hành xử của mình, cái phương pháp của mình nó nhẹ hơn. Phó bà ví dụ,
mình giận quá, mình giận cái người đó quá, mình nói để tôi tới tôi sáng cho nó một bạt tay cho nó biết. Nhưng mà khi Phật pháp mà có nói, thôi mình đánh nó đánh lại, hoặc là nó đi thưa đi gửi mệt hơn, tự nhiên Phật pháp sẽ rút tay mình lại, nói rằng nhịn đi, rồi tìm hôm nào mình tâm tư mình khỏe nhẹ mình tới mình nói chuyện. Ở cái xứ này không có được động tay động chân. Mình ví dụ như vậy. Cho nên là Phật tử đỡ hơn là tục tử. Cho nên phải quy là vậy đó. Tức là tự nhắc nhở mình, bây giờ tôi là Phật tử rồi, hồi xưa tôi chửi nó 10, giờ tôi còn có 5 mà. Đỡ không? Tức là Phật tử là bắt đầu mòn bớt cái đó. Hồi xưa tôi nói nặng lắm á, bây giờ tôi là Phật tử rồi tôi nói nhẹ lại một chút. Cho nên là Phật tử nó đỡ hơn là tục tử. Cho nên phải quy y, chứ đừng nói thôi tôi còn phàm phu lắm tôi không quy y đâu. Vì mình là phàm phu cho nên quy y để trở thành thánh. Nó nói thôi tôi không tu đâu, đợi khi nào tâm tôi tịnh tôi mới tu, không tu lấy gì tịnh. Giống như cái kiến mà nó dơ mà không chịu chùi, mà cứ đợi nó sạch là nó thôi tôi không chịu soi kiến đâu, đợi khi nào kiến nó sạch tôi soi. Phải lau chùi để cho bụi nó hết rồi gương nó trong. Một khi gương nó trong thì mình thấy được mặt chứ gì đâu. Cho nên mỗi ngày mình nghe cái đó rồi Phật pháp dạy mình cái gì? Quân bình cả thân tâm, điều hòa trở lại mọi thứ. Bây giờ hàng ngày mình tập cái điều hòa bằng cái cách này trước nè. Thí dụ thôi. Ví dụ như mình ngủ dậy, xếp mền, xếp gối cho ngay ngắn, đôi dép mình lên cầu thang để cho ngay. Mình mang đôi giày vào, tháo đôi dép mang trong nhà, để đôi dép lên. Úp chén thì trên dưới rõ ràng, cái to thì nằm dưới, cái nhỏ thì nằm trên. Cái nào nó dơ thì mình phải rửa. Cứ như thế mà làm. Đi ngang thấy khăn trải bàn méo, chỉnh khăn trải bàn lại. Thấy cái ghế không ngay, chỉnh cái ghế lại. Xin thưa đại chúng, đó là điều chỉnh thân tâm. Mà trong cái nhẹ nhàng mà chúng ta, mình sẽ thấy được kết quả. Bởi vì một khi mình chỉnh được cái hình tướng bên ngoài, nghĩa là tâm mình ngay, cho nên mình mới thấy được những cái đó. Cho nên cắm một cái gương cho Phật, khi thắp nhang cắm cho ngay. Bàn thờ của mình á, bàn thờ Phật ở nhà đó, bàn thờ ông bà ở nhà đó, nhớ là 1-2 tuần lau chùi một lần. Đừng có để 1 năm chờ ngày 23 tháng chạp mới đưa ông táo rồi mới dám rút chân nhang. Như vậy thì cái bàn thờ nó rất là dơ. Mà cái bàn thờ dơ là biểu lộ mình không chăm sóc cái tâm. Cho nên bàn thờ là lúc nào cũng phải sạch. Giống như ở chùa, một ngày phải hương đăng 2 lần, có khi 3 lần, tùy theo cái ngày hôm đó mình dùng cái chánh điện như thế nào. Nhưng mà không bao giờ để bàn thờ dơ. Mỗi chiều chủ nhật là các chú phải dọn dẹp bông trái đâu cho nó tươm tất, lau chùi bàn thờ sạch sẽ, chánh điện quét dọn. Mỗi chiều chủ nhật là phải làm việc đó. Giày dép phải cất lên. Mình chỉnh được cái đó là mình sẽ chỉnh được thân tâm của mình. Tại làm sao mình ăn cái chén dơ mình không rửa, mình cứ chờ đến khi nó nhiều bắt đầu ngán ngẩm rồi vừa chửi vừa nhằn, vừa rửa vừa nhằn. Mình rửa liền cái chén đầu tiên thì đâu có chuyện gì bực bội. Mình cứ đợi nó đầy cả xin hết chén ăn rồi bắt đầu mới la làng la xóm lên, rồi vừa rửa rồi vừa nhằn. Thành thử ra nó tự mình làm mình nè. Đáng lý ra mình rất là da rất thẳng là tại mình nhăn riết nó vậy đó. Cho nên thôi đừng có nhăn nữa mà, tại vì mình làm mình nhăn. Mà thưa đại chúng là cái đó bằng ủi thường ủi không có được. Mình cứ nghĩ là tại sao quần áo mình mặc mình muốn ngay, ủi là phải cho thẳng tốt, thì tự nhiên thân tâm mình phải đoan trang. Cứ mỗi ngày mình chỉnh mình một chút như vậy. Thưa cái đó không phải là khó, nhưng mà cái đó là cái tu. Tu ở từng cái chút chút trong đời sống hàng ngày của mình. Bây giờ mình là có bạn bè, mình phải uống rượu. Nhưng mà nhớ là cái đó mà mình bớt giảm được á, thì tâm thân tâm mình thơ thới. Bệnh tật mình sẽ bớt xuống.
Hôm nào quý vị Pháp Hòa có dịp sẽ mở cho quý vị lời dạy của các bậc tổ ngày xưa. Mỗi một món mình dùng nó có lỗi trong đó. Thí dụ như rượu uống vô là có 36 lỗi. Dễ sợ không? Con cốc rượu thật 36 lỗi. Cờ bạc bao nhiêu lỗi? Giao du bạn bè xấu bao nhiêu điều lỗi? Trong kinh Phật dạy rất rõ. Mà quý vị muốn biết về vô Google bấm kinh thiện sanh. Bài kinh đó rất hay, Phật dạy rất chi tiết. Cho nên bây giờ là trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Nó có sẵn. Phật pháp nằm trong đó. Rồi bây giờ á, cái thứ tư Phật dạy á, là chúng ta phải có một cái healthy relationship. Có nghĩa là mình phải làm sao có những mối quan hệ bạn bè xung quanh, người thân một cách gọi là bồi dưỡng cho hiểu biết của mình. Tại vì có những quan hệ nó chỉ mang tới hệ lụy, nó chỉ mang tới khổ đau, tranh chấp, mà không đem lại sự học hỏi cho mình. Cho nên ở trong cái bài kinh Phước Đức đó, quý vị có dịp nào mà đọc lại bài kinh Phước Đức, quý vị thấy Phật dạy rất hay. Thân cận với xuất gia, dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, thương yêu gia đình mình, được làm nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, thương yêu gia đình mình, được làm nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Phải không? Mình đi làm mà cái việc đúng, cái việc mà mình thích là phước rồi chứ gì nữa. Cho nên quý vị thấy hạnh phúc là ở đâu? Hạnh phúc ở nó trải dài như vậy đó. Trời mùa đông giá rét, ra đề xe nó nổ, xăng đầy đủ để lái là phước đức lớn nhất. Đi làm gặp bạn tốt, nói chuyện lành giờ cà phê là phước đức lớn nhất. Nhiều khi á, đi làm phải đối diện với bao nhiêu những cái bực dọc ở trong việc làm, tới giờ cà phê, giờ break có 10 phút ra gặp toàn chuyện gì nữa. Cái tự nhiên một ngày đó mình thấy từ hãng về tới nhà không có gì để mình học hết. Cho nên á, healthy relationship tức là làm sao mình có được những người bạn lành, mà chúng ta thường gọi là thiện hữu tri thức. Chính những thiện hữu tri thức đó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong cuộc sống của mình. Thầy trò cũng có thể là thiện hữu tri thức của nhau. Cha mẹ cũng có thể là thiện hữu tri thức của nhau. Vợ chồng là thiện hữu tri thức của nhau. Bởi vì luôn luôn nhắc nhở với nhau. Cho nên ví dụ như vợ chồng á, hồi đầu á, mình ở cái mức độ thế gian là gì? Mình gặp nhau, mình thương nhau bằng cái tình cảm của trai gái, nam nữ. Bây giờ mình có pháp vô trong cái tình nghĩa đó rồi thì nó tăng lên mức nữa là gì? Bạn đạo với nhau. Thí dụ á, bà xã mình nóng, bây giờ mình phải là một người bạn đạo tốt. Ngày xưa bà nóng mình nóng luôn, cho nên hai bên có chuyện. Bây giờ bà nóng thì bây giờ mình học làm bạn đạo là mình nguội, để cho cái nóng của bà nó nhẹ đi, chứ hai bên lặng lát nó cháy. Mà cái người mà phải chịu bị cháy là ai biết không? Ba má của mình nếu ở chung nhà, hay con cái của mình nếu ở chung nhà, khó xử lắm. Bây giờ mình nói làm sao? Cho nên thôi giờ đóng cửa phòng, vô trong phòng cứ A Di Đà Phật cầu cho hai đứa ngoài kia nó nguội. Cho nên mình có học pháp là nó nhẹ nhàng như vậy. Thưa đại chúng, là Phật dạy có một bài kinh 4 điều: ổn định kinh tế, nuôi dưỡng tinh thần, điều hòa thân tâm, giao du bạn tốt.
Cho nên chúng ta gọi Phật là bậc nhất thiết trí, bởi vì Đức Phật có một trí tuệ biết tất cả. Và Phật rất là hay là Phật xào, nấu, chiên, kho, rồi hồi nó vô món hết. Và Phật làm sẵn từng món cho mình, cũng y chang như mình thôi. Tàu hủ, muối xả, mì căng xả ớt, cái gì đó là cũng nhiêu đó à. Đường, tiêu, muối, bột ngọt, xả, bột nghệ, bột cà ri gì có sẵn gia vị đó, rồi chúng ta muốn nấu món gì cũng được hết. Và những gia vị đó là gì? Tức là những gia vị của Phật Pháp. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa, nếu chúng ta có Phật Pháp là chúng ta có phương pháp. Mình sẽ có một cái phương pháp là một cái solution. Mà nếu chúng ta có Phật Pháp thì cái solution của mình nó more calm, nó nhẹ hơn, nó dễ thương hơn. Quý vị sẽ thấy Đức Phật á, thường thường á, ai làm sai cái gì á, mình hay nói bằng cách này: nè, lại đây mà coi, làm ăn vậy nè. Thì tự nhiên mình làm cho người ta khó chịu liền. Nhưng mà Đức Phật thì khác á. Đạo hữu lại coi cái này nó ra làm sao. Thì tự nhiên người ta giật mình, người ta nhìn lại cái việc đó, thì người ta sẽ tìm ra được một cái cách nào đó. Tức là thay vì mình tạt vô mặt người ta một gáo nước liền, thì người ta sẽ bị khủng hoảng và người ta không còn một cái định tĩnh để người ta nhận ra cái đó nữa. Mà đa số là mình hay phản ứng theo những cái bình thường như vậy. Tức là ít khi nào, dù cái đó là hư, nhưng mà ít khi nào mình dùng một phương pháp nào khác để cho người ta nhận diện ra cái đó sai, mà người ta nhẹ nhàng, người ta thấy, người ta sửa. Có một thầy đó, thầy hiểu sai lời Phật. Phật gọi thầy đó lại, thầy họ, Phật hỏi mà Phật không bao giờ nói: nè, lại đây, tôi nghe người ta có phải như vậy rồi Phật mắng không. Có một thầy đó thầy hiểu lầm vậy nè. Thầy nói Phật nói á, hưởng thọ dục lạc không có tội, không có lỗi. Ở trong kinh Người Bắt Rắn á, thì nghe Phật nói, Phật nghe về, Phật gọi thầy lại: thầy, tôi nghe người ta nói thầy hiểu những cái ý tôi như vậy có đúng không? Cái thầy kia xác nhận: dạ. Thì Phật nói: thầy hiểu lầm ý tôi rồi, tôi không có nói như vậy. Và Phật mới giảng lại cho thầy đó nghe. Còn đa số cái cách của mình là mình thấy cái đó sai là mình bực lên, là bắt đầu mình bao nhiêu những cái lời sai quấy về cái việc đó, về người đó, mình xối xả vào cái người đó, thì tự nhiên làm người ta khủng hoảng. Quý vị để ý, con của mình cũng vậy. Nếu một đứa nhỏ nó làm sai mà mình kêu nó lại, mình hét hò là nó khủng hoảng lên và nó không bao giờ nó dám nhận lỗi. Nhưng nếu mình nhẹ nhàng trở lại, mình nói cái này ai làm nó vậy, tự nhiên cái đứa nhỏ nó nhẹ, nó nhận cái đó liền, rồi từ đó mình dạy nó. Cho mình học Pháp á, tự nhiên nó có cái phương pháp là như vậy đó. Cho Phật dạy mình ha, ai mà làm sai cái gì á, trước khi mình nói người ta mình phải tưới hoa nha. Tưới hoa, chứ còn không là mình xả nước sôi vô người đó là người đó héo queo liền. Phật dạy tưới hoa. Thôi hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, qua cái bài kinh này á, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có rất nhiều những cái phước báo để chúng ta nhận ra được, tiếp nhận những lời Phật. Mà bởi vì chúng ta chưa có thực hiện hoặc là nhận rõ để chúng ta ứng dụng. Cho nên khi khổ chúng ta cũng cứ lay hoay như vậy hoài mà chúng ta không có đường để giải thoát. Pháp Hòa xin nhắc lại 4 điều: ổn định kinh tế, bồi dưỡng cho tinh thần qua tu tập, điều hòa thân tâm bằng cách là mỗi ngày làm sao mình đọc một bài kinh, ngồi thiền 5-10 phút. Thứ tư là giao du với người tốt. Cách đây 3 ngày có một anh Phật tử chở Pháp Hòa đi tới an vị Phật cho nhà anh. Thì trên đường về anh có hỏi Pháp Hòa là: mặc dù con là Phật tử rồi này kia, nhưng mà
con hàng ngày con đời sống mà bây giờ con thấy con đỡ nhiều sau khi con nghe Phật Pháp. Thì xin Thầy cho một câu gì đó để mà con nhớ ngắn gọn để con sống. Thì Pháp Hòa nói với anh hai điều. Con người mình sống có hai phần, vật chất với tinh thần, phải không? Về mặt vật chất ít muốn biết đủ, về mặt ứng nhân xử thế thì chúng ta nên sống biết trên biết dưới, biết phải biết quấy, biết trước biết sau, biết ơn biết nghĩa, biết thủy biết chung. Tức là vật chất là cho mình, mà ứng nhân xử thế là đối với người. Mình sống một mình không thì không được. Dĩ nhiên mình cần người xung quanh. Khi tối lửa tắt đèn thì cái quan trọng là chúng ta biết ứng xử, ứng xử với mọi người xung quanh, gọi là đối nhân xử thế. Thì bây giờ về vật chất cứ biết đủ là chúng ta hạnh phúc. Thì anh mới nói thật sự bây giờ con rất hạnh phúc vì con thấy con có được một cái nhà rồi. Hôm nay thầy tới cúng nhà an vị Phật con vui rồi. Con đang có việc làm tốt, vợ con biết thương yêu chăm sóc gia đình, mẹ con, các anh em xúm nhau chăm sóc cho mẹ già, con thấy nhiêu đó con đủ rồi. Thì quý vị thấy khi mình nhìn vô mình thấy là điều kiện hạnh phúc của mình rất nhiều, thì tự nhiên mình nhẹ ra.